Mình với nhiều cầu thủ đi lên từ giải hạng nhất đã thiếu đi những sự tự tin cần thiết, và họ dường như đang bị ngợp và không có được những màn trình diễn như ý muốn. Hồ Tuấn Tài đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại Cúp Quốc gia. Và ngày hôm nay anh tiếp tục có cơ hội khi mà Osma vẫn đang gặp chấn thương. Hiệp 1 của cuộc đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Nam Định trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của V-League năm nay đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải mảnh nhỏ của các bạn. Đội xuất phát của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 68 Trần Văn Tiến, các cầu thủ số 4 Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng, số 5 Hoàng Văn Khánh, số 7 Olaha, số 10 Hồ Tuấn Tài, số 12 Hồ Khắc Ngọc, số 14 Đậu Thanh Phong, số 17 Cao Xuân Thắng, số 20 Phan Văn Đức, số 22 Nguyễn Sĩ Nam và số 33 là Phạm Mạnh Hùng. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là ông Nguyễn Đức Thắng. Trong khi đó, đội hình xuất phát của câu lạc bộ Nam Định, đội khách ở trận này gồm có thủ môn mang áo số 77 Nguyễn Quốc Thiện ECL mang băng đội trưởng. Pha bóng vào là của Hồ Tuấn Tài. Hồ Tuấn Tài đã ghi bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ một tình huống đánh đầu, và đó là một pha kiến tạo không thể đẳng cấp hơn, được thực hiện bởi Hồ Khắc Ngọc, một trong những tiền vệ trung tâm tốt nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này. Ta sẽ cùng xem lại đợt tấn công của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Số 2 của Nam Định là Đinh Viết Tú, số 5 Vũ Hữu Quý, số 9 Hoàng Ri Saken, số 14 Lê Ngọc Nam, số 15 Phạm Văn Thuận, số 20 Nguyễn Đức Anh Quốc, số 28 Hoàng Minh Tuấn, số 35 Nguyễn Hạ Long, số 66 Đinh Văn Trường và số 93 là Lê Sĩ Minh. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nam Định là Nguyễn Văn Sĩ. Sau 6 vòng đấu thì người ta nói rằng cuộc đua trụ hạng ở V-League năm nay đã quy hoạch những cái tên có nhiều nguy cơ nhất, và tất nhiên Nam Định vào lúc này gặp phải khó khăn lớn nhất. Thực tế là ở trong trận đấu với câu lạc bộ Than Quảng Ninh, mặc dù để thua trận thua thứ 5 liên tiếp, nhưng câu lạc bộ Nam Định đã có sự khởi sắc hơn nhiều ở trong hiệp 2, một trận đấu mà họ làm chủ cuộc chơi, đã tấn công, chơi pressing và đã khiến cho đội chủ nhà Than Quảng Ninh gặp phải rất nhiều khó khăn. Đáng tiếc là các chân sút của Nam Định cho tới thời điểm này rất thiếu duyên ghi bàn. Họ có thể cầm bóng nhiều hơn đối thủ ở một vài thời điểm, tạo ra những đợt tấn công có nét, nhưng những tình huống dứt điểm thì lại thiếu đi sự chuẩn xác. Nhiều người cho rằng Nam Định sẽ chơi phòng ngự khi phải chơi trên sân khách, nhưng bài học từ trận đấu với câu lạc bộ Than Quảng Ninh cho thấy là khi chơi phòng ngự thụ động thì Nam Định còn gặp phải nhiều khó khăn hơn. Ở trong hiệp 2, sau khi để thua trước, Hùng Nguyễn Văn Sĩ đã đẩy cao đội hình, và khi đó thì Nam Định mới có được những tình huống tấn công có nét, đồng thời cũng giảm được rất nhiều áp lực cho hàng phòng ngự vốn không có gì là mạnh của họ. Ở những phút đầu tiên của trận đấu này thì có thể thấy là các cầu thủ Nam Định có lẽ đã rút ra được những kinh nghiệm cần thiết, và họ chơi không quá thụ động với một hàng phòng ngự số đông như trận đấu trên sân Cẩm Phả. Ari Saken thông thường thì Nam Định sẽ chơi với hai cầu thủ ngoại binh trên hàng công. Ngày hôm nay chỉ có một mình Henry Saken. Và như vậy thì hàng tiền vệ cần phải tạo ra một sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Pha xử lý của Anh Quốc. Viết Tú, một trong những cầu thủ quyết tâm nhất của Nam Định trong giai đoạn này, và đang cố gắng cùng với ban huấn luyện duy trì sự tự tin hướng tới phía trước dành cho các đồng đội. Sĩ Minh
Pha tấn công khá hay. Đây là pha leo biên của Viết Thú. Hoàng Đi Sa Khen. Không được. Hơi chậm. Chỉ cần chậm một chút thôi là Minh Tuấn đã ở vào thế bất lợi trong tiếng tranh chấp. Sĩ Minh. Tiếng còi đã cất lên, đã có lỗi việt vị. Lỗi việt vị của Andy Saken. Các ngoại binh của Nam Định cho tới điểm này mỗi người đã có được một bàn thắng. Nhưng đó đều là những bàn thắng ở vào tình cảnh thế trận dường như là đã an bài. Đều là những trận thua mà các cầu thủ Nam Định phải đón nhận. Điểm số duy nhất cho tới thời điểm này ở trận hòa với câu lạc bộ sổ số Kiên Thiết Cần Thơ là một sự thất vọng lớn với một trong những đội bóng có số lượng cổ động viên lớn nhất tại V-League năm nay. Ở trận đấu mở màn trên sân Thiên Trường, trận đấu giữa Nam Định gặp sổ số Kiến Thiết Cần Thơ, trận đấu đã có số lượng khán giả kỷ lục tính cho tới thời điểm này của giải đấu. Đứng trước quả đá phạt đang là Hồ Khắc Ngọc, một trong những chân truyền hay nhất ở V-League vào thời điểm hiện tại. Quả đá phạt của Khắc Ngọc. Đó là pha vào của Olaha. Chúng ta vẫn nhận thấy chấn thương mà Olaha đã gặp phải ở trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu gối phải của Olaha đang được băng trắng vào lúc này. Rất nguy hiểm. Thêm một cơ hội nữa từ tình huống cố định. Người vừa vào là Phan Văn Đức. Phan Văn Đức cho tới điểm này đã có 3 bàn tại V-League. Một cầu thủ không có chiều cao lý tưởng nhưng đã có một bàn thắng từ một tình huống đánh đầu ở một giải này, đó là bàn thắng được ghi trên sân Đồng Thống Nhất. Chứng kiến pha bóng vừa rồi thì bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ rất không hài lòng với các hậu vệ của Nam Định. Văn Thuận. Không có gì là nguy hiểm. Vừa rồi là quả tạt được thực hiện bởi Hoàng Minh Tuấn. Quế Ngọc Hải. Đó là những pha xử lý bóng lập bập. Đường chuyền của Hồ Khắc Ngọc. Một pha bóng quen thuộc. Rất nhiều lần ở mùa giải hôm nay, những cú bấm bóng như vừa rồi của Hồ Khắc Ngọc đưa đồng đội vào thế đối mặt với thủ môn đối phương. Đây gần như là những tình huống đã trở thành thương hiệu của Hồ Khắc Ngọc ở mùa giải này. Cầu thủ vào thế việt vị là Hồ Tuấn Tài. Bộ khung của Nam Định không có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát trong suốt những trận đấu vừa qua. Nguyễn Văn Sĩ buộc phải liệu cơm gắp mắm dựa trên những con người hiện có. Rất khó để xoay sở. Mấu chốt của Nam Định là họ đã chuyển đổi cơ chế quá muộn, dẫn tới việc chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng mà trợ lý trọng tài đã có một quyết định chính xác khi căng cờ báo hiệu việt vị với Hồ Tuấn Tài. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức ở Olaha là hai cầu thủ rất hiểu ý nhau. Về quay mặt lại, về quay mặt lại.
tiêu biểu cho sự ăn ý giữa hai cầu thủ này là bàn thắng vào lưới của sổ số Kiến Thiết Cần Thơ trong trận hòa với tỷ số 3 đều. Quả thực là Olaha đang trở lại đúng lúc, cố gắng để bình phục chấn thương phần nào và có mặt trong trận đấu này cũng là đủ để giúp cho các cộng viên của sân Vinh có thêm nhiều sự chờ đợi. Đối thủ của họ chỉ là Nam Định, một đội bóng là kho điểm với các đội bóng khác trong suốt 5 vòng đấu vừa qua. Nhưng vào lúc này thì không thể coi thường họ, bởi Sông Lam Nghệ An đã mất đi quá nhiều cầu thủ trụ cột bởi chấn thương và đặc biệt là thẻ phạt khiến cho Đình Hoàng và Xuân Mạnh không thể có mặt trong trận đấu này. Cú đá phạt góc của Khắc Ngọc. Goal! Goal! Một pha phối hợp rất hay của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Cú sút được thực hiện bởi Đậu Thanh Phong. Chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng đá phạt góc của Khắc Ngọc. Lại là một phương án xử lý thông minh nữa. Rất bất ngờ. Nhưng đây là một tình huống mà Quốc Thiện ECL cũng đã chơi tốt. Phán đoán và bắt bóng rất chắc chắn. Đường truyền vừa tầm chân dứt điểm của Đậu Thanh Phong. Đó là cơ hội nguy hiểm nhất mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cũng như là Nam Định tạo ra được kể từ đầu trận. Và một lần nữa thì người ta phải nhắc tới tầm quan sát của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc. Trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An đang áp đảo so với đối thủ về tỷ lệ kiểm soát bóng 65% kể từ đầu trận. Và họ cũng là những người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Bóng đi hết đường biên ngang. Cao Xuân Thắng mặc dù rất nỗ lực nhưng không thể giải quyết được bóng vừa rồi. Anh đã cố gắng làm một động tác giả để vượt qua sự đề bám của cầu vệ Nam Định. Nhưng ở nhịp thứ hai thì trái bóng đã trôi hết đường biên ngang. Đây không khác gì một cuộc đối đầu trực tiếp quá quan trọng với các cầu thủ Nam Định. Đội bóng xác định mỗi một trận đấu kể từ thời điểm này cho tới cuối mùa giải đều là những trận chung kết. Nhưng đây là một trận đấu rất quan trọng bởi đối thủ của họ, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An, cũng là một trong những đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng. Khoảng cách giữa hai đội vào lúc này là 5 điểm. Và nếu như ngày hôm nay Sông Lam Nghệ An vượt qua Nam Định thì cách biệt này khi đã được nâng lên thành 8 điểm thì quả thực là rất khó cho đội cuối bảng. Những đội bóng đang nằm ở top cuối gồm có Nam Định, câu lạc bộ Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An xếp ở phía trên từ các vị trí thứ 9 tới 11 là ba đội bóng cùng được 7 điểm: BKMX Bình Dương, Hải Phòng và SAB Đà Nẵng. Như vậy là Nam Định đang đá với đội xếp ở vị trí thứ 12, hơn họ 2 bậc. Và ngày hôm nay thì đội bóng áp chót là câu lạc bộ Sài Gòn cũng đang có một trận đấu khó khăn trên sân Thanh Hóa trước đội chủ nhà FC Thanh Hóa. Đội bóng mới có một huấn luyện viên mới là Nguyễn Đức Thắng và tất nhiên là khát khao về một thắng lợi để chấm dứt chuỗi trận không thành công vừa qua tại V-League sẽ khiến FC Thanh Hóa có nhiều lợi thế ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hồ Tuấn Tài và qua người khai Tuấn Tài không thể dứt điểm, bóng lập bập và không có cú dứt điểm của Phan Văn Đức. 15 phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua, tỷ số vẫn đang là 0-0. Trên sân nhà thì Nam Định thì Sông Lam Nghệ An vẫn đang áp đảo so với đội khách. Họ đã có cơ hội của Thanh Phong từ một cú sút xa sát vạch 16-50 và sau đó là tình huống qua người vừa rồi của Tuấn Tài. Hey!
Minh Tuấn. Phạm Văn Đức. Những đợt tấn công của Nam Định bị bẻ gãy một cách tương đối đơn giản. Olaha. Ở trận đấu trên sân Cẩm Phả, một loạt những tình huống va chạm quyết liệt xảy ra. Và sau khi trận đấu kết thúc thì ban tổ chức đã quyết định có án phạt kỷ luật đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp với Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh và Trần Mạnh Cường của câu lạc bộ Nam Định. Đó là án phạt tương đương với một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Trận đấu trên sân Cẩm Phả đã phải gián đoạn khá nhiều với một tình huống căng thẳng. Và án phạt nguội được đưa ra, đường chuyền của Lê Sĩ Minh. Goal! Chân trái! Cơ hội dành cho Phạm Văn Thuận. Quá đáng tiếc cho cầu thủ Nam Định. Chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Đường chuyền bằng chân trái đầy bất ngờ của Lê Sĩ Minh. Rất đáng tiếc. Cầu thủ đã bọc lót kịp thời và cứu nguy trong khung thành của Sông Lam Nghệ An là Mạnh Hùng. Angri Saken. Như vậy là cho tới thời điểm này cả Sông Lam Nghệ An và Nam Định đều đã có được những tình huống nguy hiểm của riêng mình. Bên phía Sông Lam Nghệ An là cú sút xa của Đậu Thanh Phong. Trong khi đó thì đối với các cầu thủ Nam Định, Phạm Văn Thuận là người bỏ lỡ cơ hội. Đây là tình huống mà Mạnh Hùng đã mắc lỗi vị trí khi mà toàn bộ hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đã dâng cao để bắt Việt Vị. Nhưng cũng chính anh là người đã trực tiếp sửa sai khi lui về bọc lót sau khi mà thủ môn Trần Văn Tiến không thể bắt dính bóng từ cú sút của Văn Thuận. Ông Nguyễn Văn Sĩ đang yêu cầu hàng phòng ngự phải hết sức tập trung. Tuấn ơi! Không có người theo kèm. Chỉ tiếc là cú đánh đầu là hơi nhẹ và bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Quốc Thiện Esele. Ta sẽ cùng xem lại cú đá phạt góc vừa rồi của Đậu Thanh Phong. Hàng phòng ngự của Nam Định đã để lỏng với Hồ Tuấn Tài. Tuấn Tài có khá nhiều khoảng trống kể từ đầu trận. Văn Khánh. Cả hai đội bóng đều đã có được những cơ hội của họ. Đó đều là những tình huống hết sức nguy hiểm. Nếu như Mạnh Hùng không kịp thời lùi về để bọc lót thì có lẽ là khung thành của Sông Lam Nghệ An đã phải đón nhận bàn thua. Trên sân thì một cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đang bị đau. Người đang bị đau là Phạm Mạnh Hùng. Phút thứ 20 của hiệp 1, tỷ số của trận đấu vào lúc này đang là 0-0. Màn trình diễn của Nam Định là không đến nỗi tồi. Họ đang chơi đầy nỗ lực. Với Nam Định, 11 đội bóng còn lại vào lúc này đều là những đội bóng được đánh giá cao nọ.
những cầu thủ của Sơn Lâm Nghệ An không thể góp mặt trong trận đấu ngày hôm nay bởi án phạt treo giò. Xuân Mạnh ngồi trên khán đài theo dõi những người đồng đội của mình thi đấu. Xuân Mạnh đã phải nhận 3 thẻ vàng. Sau tiếng va chạm thì Mạnh Hùng vẫn đang bị choáng. Các số liệu chuyên môn của V-League cho tới thời điểm hiện tại sau 6 vòng đấu, tổng cộng đã có 96 bàn thắng được ghi. Trung bình là 2,29 bàn trên trận. Số thẻ vàng mà các trọng tài đã rút ra cho tới thời điểm này là 167 thẻ vàng. Trung bình là 3,98 thẻ một trận. Có 4 chiếc thẻ đỏ. Tổng số khán giả đã tới sân theo dõi các trận đấu trong 6 vòng đấu vừa qua là 404.500 người. Tức là trung bình có hơn 9.600 khán giả trong một trận đấu. Đó là một con số thống kê có thể nói là tích cực với những gì mà V-League được đón nhận từ hiệu ứng của đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo ra từ vòng chung kết U23 châu Á. Điều quan trọng là cho tới thời điểm này thì các cầu thủ tại Nuticafé V-League cần phải duy trì được sự hấp dẫn cho giải đấu. Đó mới chính là chất xúc tác để kéo người hâm mộ tới sân đông hơn. Chỉ sau ít mùa giải dẫn dắt Sông Lam Nghệ An, chúng ta thể thấy là mái tóc của Nguyễn Đức Thắng đã bạc đi rất nhiều. Một giải đấu chứa đựng nhiều sự căng thẳng, và đặc biệt là với Sông Lam Nghệ An, một đội bóng không giàu tiềm lực tài chính và luôn gặp phải khó khăn về mặt lực lượng. Một đá phạt của Sĩ Minh. Audi Saken. Sĩ Minh. Quả tạt của Sĩ Minh khá tốt. Bóng đã không tới được vị trí của Audi Saken. Phản công cho Sông Lam Nghệ An. Thành Phong. Hai pha va chạm liên tiếp đối với Thành Phong. Người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi là Lê Ngọc Nam. Ngọc Nam cũng là một cầu thủ đã thi đấu đầy nỗ lực ở trận đấu với câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Nhưng đó là trận đấu mà tiền vệ này cũng đã được rút ra khỏi sân sớm. Ngọc Hải. Hơn một nửa thời gian thi đấu quyền 1 đã trôi qua. Tỷ số trên sân Vinh vào lúc này vẫn đang là 0-0. Mỗi đội đều đã có một cơ hội nguy hiểm. Cú sút xa của Đậu Thanh Phong. Và cùng với đó là pha xâm nhập của Văn Thuận bên phía đội khách. Không có lỗi việt vị. Ông đi sát cân. Cơ đối mặt đang đi sát cân. Quá vụng về. Quá vụng về. Không thể dùng từ tiếc nữa rồi. Bởi vì khi chứng kiến một tiền đạo, một trung phong mà phá bẫy việt vị thành công. Phá bẫy việt vị thành công nhưng còn không tin rằng mình đã có được một cơ hội đối mặt với thủ môn. Và chỉnh bóng tới hai nhịp trước khi đá một cú dứt điểm như thế này. Thì đúng là không phải là đẳng cấp của một trung phong có thể chơi V-League. Và đây là gương mặt thất vọng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Nó cũng là tâm trạng chung của các cổ động viên Nam Định. Có quá nhiều thời gian và không gian để cho Andy Saken thoải mái xử lý trước khi dứt điểm. Nhưng hãy cùng xem lại cú đá này từ góc máy của chúng tôi. Quá thất vọng. Cần phải nhớ rằng với các đội bóng cuối bảng như là Nam Định thì rõ ràng những cơ hội như vậy, những cơ hội ngon ăn như vậy sẽ xuất hiện không nhiều trong cuộc chơi V-League.
Cho tới hôm nay Nam Định đã có 2 cơ hội. Cú sút của Phạm Văn Thuận và vừa rồi là tình huống thoát xuống và dứt điểm của Henry Saken. Một pha xử lý mà người ta có thể gọi là rất nghiệp dư với một tiền đạo. Thậm chí là nó còn không gây ra khó khăn với thủ môn Văn Tiến của Sông Lam Nghệ An. Phạm Văn Thuận đang có những bước đi tập tễnh, đã gặp khó khăn. Nam Định còn đang phải đối mặt với bài toán lực lượng. Số vẫn đang là 0-0 trên sân Vinh. Đã có khá nhiều những tình huống đáng chú ý được tạo ra. Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng, như vậy là Phạm Văn Thuận đã phải rời sân bởi chấn thương. Cầu thủ được đưa vào sân thay thế là Nguyễn Việt Dũng. Việt Dũng là cầu thủ năm nay 30 tuổi. Việc thiếu vắng Văn Thuận là một tổn thất rất lớn đối với các cầu thủ Nam Định vào thời điểm này, trong bối cảnh mà người ta vừa mới chứng kiến Henry Saken thi đấu vụng về thế nào. Văn Thuận chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Than Quảng Ninh, và đây là trận đấu đầu tiên anh trở lại với đội xuất phát. Đáng tiếc là Phạm Văn Thuận lại phải rời sân sớm. Đứng trước quả đá phạt là Hồ Khắc Ngọc. Trước mặt đi Minh ơi, Minh ơi! Nhắc trước mặt, nhắc trước mặt! Quang ơi, trước mặt! Rất nguy hiểm! Hồ Khắc Ngọc đang ngày một nguy hiểm hơn trong những phương án xử lý của mình. Sút phạt, chuyền bóng kiến tạo, mọi thứ với Hồ Khắc Ngọc bóng này đang có được cảm giác bóng rất tốt. Phút thứ 30 của hiệp 1, Sông Lam Nghệ An và Nam Định vẫn đang hòa nhau với tỷ số hòa không bàn thắng. Không có gì là nguy hiểm đối với thủ môn Văn Tiến. Đó là một cú chào bóng hơi sâu của Lê Sĩ Minh. Rồi,
Văn Khánh. Đây là một trận đấu diễn ra vào buổi chiều ngày thứ sáu và khán giả tới sân Vinh thì đã phải có khá nhiều người mất đi khoảng 15 phút đầu trận sau khi kết thúc giờ làm việc mới có thể tới được sân vận động. Olaha để mất bóng rất nguy hiểm. Anisaken tốc độ dứt điểm, bóng đi lập bập nhưng quả thực là khó có thể làm nên chuyện với một cú đá như vừa rồi. Lần này thì không thể chỉ trích đối với Anisaken bởi đó là một pha bóng mà Anisaken còn phải đối mặt với sự đá bóng quyết liệt của Quế Ngọc Hải. Cú đá nhằm hướng tới sự bất ngờ đối với thủ môn Văn Tiến nhưng vẫn không thành công. Không có lỗi. Sĩ Minh. Bóng được chuyển hướng sang phía của Anh Quốc. Một mình Anh Quốc trước hai hậu vệ Sông Lam Nghệ An. Quá sâu. Và xử lý không thành công vừa rồi là của Đinh Văn Trường. Trong ít phút thi đấu vừa qua thì phần nào đó đội khách Nam Định mới là những người có lối chơi hợp lý hơn. Họ tranh chấp rất quyết liệt ở khu giữa sân và đã có không ít lần giành lại quyền kiểm soát bóng và đẩy cao tốc độ. Các tiền vệ trung tâm của Sông Lam Nghệ An đã có những tình huống để mất bóng rất nguy hiểm. Vừa rồi là một bóng như vậy. Minh Tuấn không được. Đây là những gì mà người ta được chứng kiến từ Nam Định ở hiệp 2 trong trận đấu gặp câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Anisaken, Lê Ngọc Nam. Nhiều cổ động viên của Nam Định đã gọi Anisaken là một tiền đạo trên gỗ. Những pha xử lý rất cứng và vụng về và tiêu biểu là tình huống rõ nét nhất mà Nam Định đã có được kể từ đầu trận khi cầu thủ này thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Tiến nhưng lại dứt điểm có thể nói là cực kỳ nghiệp dư. Sĩ Minh. Không hiểu ý. Đinh Viết Tú không kịp băng lên. Có một khoảng cách khá xa và những người đồng đội đã làm khó cho anh. Hiếm có một đội bóng nào ở V-League thi đấu mà huấn luyện viên đứng sát đường biên và chỉ đạo cho từng cầu thủ một. Đó là hình ảnh của ông Nguyễn Văn Sĩ trong mỗi trận đấu của Nam Định trong những vòng đấu gần đây. Cơ hội! Có thể dứt điểm. Bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Quốc Thiện Ai Sơ Lê.
ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của Tuấn Tài. Ba cơ hội rồi. Olaha cho rằng nếu như đó là một đường chuyền dành cho mình thì sẽ là hợp lý hơn. Của Tuấn Tài hơi ham, nhưng đó là những gì mà một tiền đạo sở hữu, đôi khi sự ích kỷ mới làm nên những phẩm chất mà giúp cho các tiền đạo có thể thành công hơn. Của anh gót của Olaha. Vào thời điểm này thì Hồ Tuấn Tài đang có được sự trở lại phong độ với những bàn thắng liên tiếp trong áo quân Sông Lam Nghệ An. Olaha rất nguy hiểm, vẫn đang là cầu thủ áo vàng, chết cháy. Đây là một trong hai cặp đấu của vòng đấu thứ 7 diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Trên sân Thanh Hóa vào lúc này, câu lạc bộ Sài Gòn đã vươn lên dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Angri Saken vẫn thiếu đi sự chuẩn xác trong những đường chuyền quyết định, trong những cú sút cuối cùng. Nam Định không phải là không có cơ hội trong suốt chiều dài 6 vòng đấu đã trôi qua và kể cả trận đấu này, nhưng họ không biết cách để kết thúc nó bằng những bàn thắng. Đây là những pha xử lý của Olaha, một trong những nhân tố chủ chốt của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Và sự trở lại kịp thời cho trận đấu này là quá cần thiết. Trọng tài không thổi phạt. Người đang bị đau ở trên sân là Cao Xuân Thắng. Đó là một pha bóng mà có lẽ là Đinh Văn Trường bên phía Nam Định đã nóng mắt và có hành vi trả đũa thay cho đồng đội. Đây là tình huống mà Lê Sĩ Minh cho rằng đã bị Hồ Tuấn Tài kê chân, nhưng trọng tài Nguyễn Hiền Chiết không thổi phạt. Và sau đó thì tới lượt Đinh Văn Trường có pha vào bóng nguy hiểm đối với Cao Xuân Thắng, người đang bị đau trên sân và vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu. Olaha. Anh Quốc cần phải nhanh hơn. Phút thứ 40 của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Vinh. Sông Lam có cơ hội rõ nét đến từ những đường dứt điểm của Hồ Tuấn Tài và Đậu Thanh Phong. Trong đó thì Nam Định cũng không kém cạnh, thậm chí là những cơ hội của Nam Định còn rõ nét hơn với những pha đối mặt với thủ môn của Văn Thuận cùng với Angri Saken. Bóng này thì Văn Thuận đã phải rời sân bởi chấn thương, có thay anh là Việt Dũng. Hình như là đã có tiểu xảo của các hậu vệ Sông Lam Nghệ An đối với Angri Saken. Thank you.
Tỷ lệ kiểm soát bóng của cầu thủ Nam Định đã được cải thiện khá nhiều. Anh Quốc. Đường chuyền là quá nhẹ, đó là pha xử lý của Đinh Văn Trường. Không tận dụng được cơ hội, cầu thủ Nam Định rất có thể sẽ phải trả giá. Có lẽ là rất hiếm có những trận đấu ở V-League mà ngay trong hiệp 1 cầu thủ Nam Định đã sở hữu nhiều cơ hội đến như vậy. Tuyến ơi! Cú đá thiếu chính xác của Ngọc Nam. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số cho tới hiệp này vẫn đang là 0-0. Hữu Quý. Nếu như Angri Saken nắn nót và chính xác hơn, không cần phải quá tinh tế, thì lẽ ra Nam Định đã phải có bàn thắng. Còn nếu như Hồ Tuấn Tài đồng đội hơn một chút, nhường lại quyền dứt điểm cho Ola Hà, thì cho tới hôm nay trong cuối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Nam Định, có thể chúng ta đã được chứng kiến những bàn thắng đầu tiên. Những lời lẽ chỉ đạo rất to của Nguyễn Văn Sĩ. Như đã nói thì chúng ta sẽ hiếm chứng kiến một đội bóng nào ở V-League thi đấu mà huấn luyện viên đứng sát đường biên và chỉ đạo từng cầu thủ một. Mọi thứ với Nam Định diễn ra lúc này là vô cùng sốt ruột. Việc một loạt cầu thủ trong đình của Nam Định chỉ là những cầu thủ gắn bó với họ, đi lên từ giải hạng nhất, khiến cho họ không có được những sự tự tin khi thi đấu ở V-League cần thiết nhất. Chính vì vậy mà việc ông Văn Sĩ đứng và chỉ bảo cho các cầu thủ từng đường bóng một có thể là một liệu pháp để giúp cho những cầu thủ này ít nhất là cũng có được những pha xử lý an toàn hơn. Ola Hà, Khắc Ngọc, không có lỗi, được phản công cho cầu thủ Nam Định. Hữu Quý, Angri Saken, sút xa, thiếu chính xác. Một đường triển khai bóng khá nhanh của cầu thủ Nam Định. Người vừa dứt điểm là Sĩ Minh, một trong những cầu thủ có khả năng xuất phạt tốt nhất của các cầu thủ Nam Định ở mùa giải hôm nay. Quay mặt lại Quốc.
Ola rất nguy hiểm, bóng vừa chạm vào xà ngang khung thành của cầu thủ Nam Định, hết sức gọn gàng và chính xác, và chỉ có may mắn mới giúp cho Nam Định thoát khỏi bàn thua trong tiếng vừa rồi. Đó là một cú đá cực kỳ nguy hiểm được thực hiện bởi Ola Hà. Một nhịp chỉnh bóng và sau đó là cú đá căng như kẻ chỉ hướng về khung thành của Quốc Thiện Esele. Cơ hội! Đó là cái thiếu của cầu thủ Nam Định. Vẫn là sự chuẩn xác trong những tiếng cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có pha dứt điểm chạm xà ngang của Ola Hà. Tì người hợp lý vượt qua hậu vệ đối phương. Một nhịp chỉnh bóng và sau đó là cú sút dội cột của Quốc Thiện Esele. Ola Hà đang chơi rất ấn tượng trong hiệp 1 này. Khung thành của Nam Định đã rung chuyển sau cú đá vừa rồi của Ola Hà. Có lẽ là hiệp 1 sẽ dừng lại ở tỷ số này. Như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gặp Nam Định trong khuôn khổ Nuti Cafe V-League 1/2018, vòng đấu thứ 7 trên sân Vinh đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp đấu có rất dội khung thành của Quốc Thiện Esele. Và cùng với đó, chúng ta cũng đã được chứng kiến những tình huống đối mặt thủ môn của Angri Saken, những pha dứt điểm nguy hiểm của Văn Thuận và Hồ Tuấn Tài. Nhưng 45 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1 đã không thể cống hiến cho người hâm mộ dù chỉ là một pha lập công. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong ít phút trước khi tiếp tục đến với những diễn biến trong hiệp 2. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Vinh để theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gặp Nam Định. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của Nuti Cafe V-League 1 năm 2018. Ở hiệp 2 trận đấu này thì cầu thủ chủ nhà sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái mảnh nhỏ của các bạn. Đây là một trong hai cặp đấu đang diễn ra vào thời điểm này tại vòng đấu thứ 7. Hai trận đấu sớm nhất của vòng đấu này. Vòng này thì trên sân động Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa, trong trận đấu ra mắt của tân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, đang để thua trước câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 0-1. Người đã ghi bàn thắng cho cao thủ câu lạc bộ Sài Gòn trên sân Thanh Hóa là Da Silva. Trong khi đó thì trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Nam Định mà chúng ta đang theo dõi, tỷ số vẫn đang là 0-0. Việt Dũng đá từ góc hẹp và trái bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Văn Tiến. Trong hiệp 1, Nam Định là đội bóng có 6 cú dứt điểm, trong đó 3 đi trúng đích. Có những cơ hội thực sự nguy hiểm, đặc biệt là pha thoát xuống vào đối diện thủ môn của Henry Saken, nhưng anh lại dứt điểm quá vụng về. Bóng cũng đã một lần dội khung thành của thủ môn Quốc Thiện Esele bên phía đội khách. Đó là một pha xử lý đơn giản nhưng lại rất hiệu quả của Ola Hà. Trong hiệp đấu đầu tiên thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã có một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Văn Thuận đã phải rời sân bởi chấn thương. Henry Saken công bằng mà nói thì những tình huống của Henry Saken hầu hết là những pha bóng độc lập tác chiến. Anh không có nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội. Thanh Phong là cầu thủ có tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của trận đấu này. Cú đá ở sát vạch 16m50. Một tình huống găm trái bóng vào góc cao, nhưng thủ môn Quốc Thiện Esele với kinh nghiệm của mình vẫn xử lý tốt. Đối với các bóng là Ngọc Nam. Mặc dù Henry Saken và cả Benjamin, người vắng mặt trong đội hình của Nam Định ngày hôm nay bởi chấn thương, đều đã thi đấu không tốt trong thời gian vừa qua, nhưng đúng là ông Nguyễn Văn Sĩ không có một sự lựa chọn nào khác. Những cầu thủ ngoại binh mà Nam Định có được trong trận 1 của mùa giải hôm nay đều đã được ký vào thời điểm mà những con người tốt nhất đều đã đến với những đội bóng khác. Van der Lys là một trong những cầu thủ đã từng có sự tiếp xúc với Nam Định, nhưng sự khó khăn về mặt cơ chế khiến cho đội bóng này không có được Van der Lys. Bây giờ thì Van der Lys sau một vài trận thi đấu cho Quảng Nam đã trở thành một trong những người chơi khá hay cùng với Patio tại sổ số kiến thiết Cần Thơ. Đội bóng trước khi bước vào mùa giải này được đánh giá là một trong những cử viên nằm trong top trụ hạng, nhưng cuối cùng vào lúc này đã bùng nổ ở giai đoạn đầu và đang có được vị trí thứ 5. Đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An bước vào vòng đấu thứ 7 với tư cách là đội bóng xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.
họ có được 6 điểm qua 1 trận thắng, 3 trận hòa và để thua 2 trận. Trong tháng 4 vừa qua thì Sông Lam Nghệ An là đội bóng Việt Nam thi đấu khá nhiều. Họ đã trải qua 7 trận đấu ở các đấu trường khác nhau. Thể lực theo như lời tự bạch của một vài cầu thủ Sông Lam Nghệ An là cũng chưa có được quãng thời gian để phục hồi tốt nhất. Hiếu Quý. Trong trận đấu với câu lạc bộ Than Quảng Ninh, Hiếu Quý là người mang băng đội trưởng của Nam Định. Ngày hôm nay thì chiếc băng đội trưởng thuộc về thủ môn Quốc Thiện Esele. Olaha, Xuân Thắng. Đây là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An không có được Đình Hoàng và Xuân Mạnh, những người phải đón nhận án phạt treo giò. Olaha, pha nhả bóng là của Phan Văn Đức, không gian quá chật hẹp. Vẫn đang là cao thủ áo vàng nhưng phải tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Xuân Thắng, sút không có gì là nguy hiểm, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi trên sân vận động Vinh vào lúc này. Đây sẽ là cơ hội dành cho Sĩ Minh. Sĩ Minh là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Nam Định ở vòng đấu thứ 5 trên sân Lộc Thiên Trường từ một quả đá phạt trực tiếp. Sông Lam Nghệ An có sự thay đổi cầu thủ. Thanh Phong rời sân. Đậu Thanh Phong và Cao Xuân Thắng rời sân. Vào sân là Hồ Sĩ Sâm và Ngô Xuân Toàn. Hai sự thay đổi người liên tiếp của huấn luyện viên Đức Thắng. Lê Sĩ Minh đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ một quả đá phạt với cự ly như thế này. Sĩ Minh, đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ Nam Định. Và đó là điều mà chúng tôi đã dự đoán từ trước. Bàn thắng thứ hai của Lê Sĩ Minh, tất cả đều đến từ những quả đá phạt trực tiếp. Rất đẹp mắt. Tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Nam Định. Bây giờ thì Lê Sĩ Minh là một trong những cầu thủ sút phạt tốt nhất tại V-League. Hai quả đá phạt trực tiếp ở vòng đấu thứ 5 và vòng đấu thứ 7, Nam Định đều đã có được bàn thắng. Và bây giờ thì họ mới là đội bóng vươn lên dẫn trước lần đầu tiên ở mùa giải năm nay. Hãy cùng xem lại quả đá phạt này, cực kỳ đẹp mắt. 1-0 cho Nam Định. Chúng tôi đã cảnh báo sự nguy hiểm của Lê Sĩ Minh từ những quả đá phạt trực tiếp như thế này. Và ngay lập tức thì anh đã ghi bàn. Tỷ số là 1-0. Và đây là sự vui mừng của các cổ động viên Nam Định. Những cổ động viên rất nhiệt tình. Hãy cùng chờ xem là Nam Định với lần đầu tiên vươn lên dẫn trước đối thủ ở trong mùa giải hôm nay, liệu có thể làm được gì? Bàn thắng mở tỷ số của Lê Sĩ Minh được ghi ở phút thứ 52.
Chắc chắn là bàn thắng vừa rồi của Lê Sĩ Minh sẽ giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Còn rất nhiều thời gian ở phía trước. Và khoảng cách một bàn này là quá mong manh. Henry Saken. Trong 11 thì lẽ ra Henry Saken phải có bàn thắng ở tình huống đối mặt với thủ môn Văn Tiến. Sông Lam Nghệ An làm chủ trận đấu trong 30 phút thi đấu đầu tiên, nhưng họ đã trùng lại ở 15 phút cuối của hiệp 1. Trong hiệp 2 này, khi những phần tấn công còn chưa hiệu quả thì Nam Định đã có được bàn thắng dẫn trước từ một tình huống cố định. Và đó là tình huống mà Lê Sĩ Minh một lần nữa thể hiện được tài sút phạt của mình. Henry Saken. Henry Saken. Sút bóng. Người vừa dứt điểm cuối cùng là Anh Quốc. Trước đó là nỗ lực đi bóng của Henry Saken trong vòng vây của 3 cầu thủ hậu vệ Sông Lam Nghệ An. Ta sẽ cùng xem lại cú sút vừa rồi của Anh Quốc. Nam ơi, Nam ơi, đơn giản thôi. Sáu vòng đấu đã trôi qua của câu lạc bộ Nam Định. Họ khởi đầu mùa giải bằng trận hòa 0-0 trước sổ số Kiên Thiết Cần Thơ. Ở vòng đấu thứ hai, Nam Định để thua trên sân của BKMX Bình Dương. Vòng đấu thứ ba là thất bại 0-1 trên sân nhà trước Hải Phòng. Vòng đấu thứ tư là thất bại trên sân của anh Gia Lai. Vòng đấu thứ 5 là thất bại trên sân nhà trước Thành phố Hồ Chí Minh. Và vòng đấu thứ 6 gần nhất là thất bại trên sân của Than Quảng Ninh. Và như đã nói, bàn thắng vừa rồi của Lê Sĩ Minh là lần đầu tiên cầu thủ Nam Định có được lợi thế dẫn bàn trước đối thủ ở mùa giải năm nay. Hiệp 2 đã trôi qua được 10 phút. Sông Lam Nghệ An đã có 2 sự thay đổi người. Người đã rời sân là Đậu Thanh Phong và Cao Xuân Thắng. Vào sân là Hồ Sĩ Sâm và Ngô Xuân Toàn. Đối mặt với một đội bóng chỉ đứng cuối bảng, nhưng nhiều người đã dự đoán một trận cầu khó khăn với Sông Lam Nghệ An, một phần bởi việc họ thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột. FLC Thanh Hóa đã san bằng tỷ số 1-1 trên sân nhà trước các cầu thủ Sài Gòn. Cầu thủ đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho FC Thanh Hóa là Hoàng Đình Tùng, người đã kém duyên ở cuộc đối đầu trước đó. Trong trận đấu gần nhất, Thanh Hóa không thể vượt qua được sổ số Kiến Thiết Cần Thơ, một phần bởi việc Hoàng Đình Tùng đã bỏ lỡ cơ hội ở những phút cuối cùng của trận đấu với một cú đá chạm sáng ngang. Xuân Toàn. Cơ hội. Và ngăn chặn kịp thời của Đinh Viết Tú. Đinh Viết Tú là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận cầu quan trọng nhất của Nam Định tại giải nhất mùa giải năm ngoái, khi họ vượt qua Viettel trên sân nhà Thiên Trường. Trận đấu chính thức đưa họ trở lại với V-League sau 7 năm. Ola Ha. Rất mạnh mẽ Ola Ha. Không vào. Nguyễn Quốc Thiện SLA vừa cứu cho khung thành của Nam Định một bàn thua trông thấy. Nhìn vào cách Ola Ha xử lý độc lập như vừa rồi, có lẽ là huấn luyện viên Văn Sĩ càng cám cảnh khi nhìn lại màn trình diễn của Henry Saken. Coi một tiếng lộn xộn trong khu vực 16-50, nhưng vẫn chưa có bàn thắng san bằng tỷ số cho cầu thủ chủ nhà.
ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt góc của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Một hậu vệ của Nam Định đã cứu nguy ngay trên vạch vôi khung thành. Rất đáng tiếc. Xin chút nữa thì đội chủ nhà đã có bàn thắng sau bàn tỷ số. Cú đá được thực hiện có lẽ là của Sĩ Sâm. Hai pha bóng nguy hiểm liên tiếp của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Tất cả đều không thể vượt qua được đôi tay của thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele. Tất nhiên là các cầu thủ Nam Định sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ thành quả này. Họ quá khó khăn và họ chờ đợi hơn bao giờ hết vào dù chỉ là một trận hòa để kết thúc chuỗi những trận thua liên tiếp vừa qua đã lên tới con số 5. Lỗi việt vị của Olaha. Olaha đã việt vị. Trong 11 Olaha có cú sút nguy hiểm nhất của Sông Lam Nghệ An. Có lẽ là trong số các huấn luyện viên đang dẫn dắt tại V-League, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ vào lúc này là người sẽ phải tiêu tốn nhiều năng lượng nhất cho một trận cầu, thì liên tiếp phải chỉ đạo cho các cầu thủ từng tình huống nhỏ một. Sĩ Nam. Mười cầu thủ Nam Định bên phía phần sân nhà, nhưng họ hiểu rằng nếu chỉ chơi phòng ngự thụ động thì bài học trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh vẫn còn đó. Chỉ khi đối phương ghi bàn thì họ mới điều chỉnh lối chơi và có được một thế trận thuận lợi hơn. Việt Dũng. Khai. Không kịp so với là di chuyển của Việt Dũng. Đó là cú chạm bóng của Minh Tuấn. Hàng phòng ngự cần chơi đơn giản và dứt khoát. Và vào lúc này thì tấm lá chắn thứ hai trung thành của Quốc Thiện Esele cũng cần tới tính chiến đấu từ các tiền vệ của Nam Định. Sĩ Nam. Hồ Sĩ Sâm. Cho tới thời điểm này thì Sông Lam Nghệ An có 8 cú dứt điểm trúng đích nhưng không có bàn thắng nào. Ola phối hợp cùng Hồ Tuấn Tài đẩy bóng hơi dài và cơ hội trôi qua. Và phối hợp 1-2 khá tốt giữa các thủ tấn công Sông Lam Nghệ An. Tỷ số của trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và câu lạc bộ Sài Gòn vẫn đang là 1-1.
Nam luôn. Các cổ động viên Nam Định đang cố gắng truyền lửa cho cầu thủ ở trong sân. Rất khó khăn mà họ mới có được tỷ số này, khi mà những đợt tấn công bài bản chưa có, khi mà các trung phong thi đấu quá tồi và vụng về. Thì Lê Sĩ Minh là người đã lần thứ hai trong mùa giải hôm nay ghi bàn từ một quả đá phạt trực tiếp và mang về lợi thế dẫn trước cho Nam Định lần đầu tiên trong trận đấu. Nếu như huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ phải có một sự thay đổi người bất đắc dĩ trong hiệp đấu đầu tiên với chấn thương của Văn Thuận, Sông Lam Nghệ An trước khi phải đón nhận bàn thua, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã có hai sự điều chỉnh và con người liên tiếp. Khi mà mọi thứ chưa phát huy tác dụng thì đội chủ nhà lại phải đón nhận bàn thua trước. Sĩ Nam. Hiệp 2 đã trôi qua được 20 phút. Tỷ số đang là 1-0 nhưng phía đội khách Nam Định. Và thắng duy nhất cho tới thời điểm này là pha lập công của Sĩ Minh. Sĩ Nam. Đường chuyền ngay vào phía trong hướng tới vị trí Olaha. Lực lượng mỏng và không có nhiều cầu thủ có khả năng chuyên môn đáp ứng được nhu cầu của các trận đấu tại V-League. Với mỗi một pha bóng và phải chấn thương như vừa rồi của Hữu Quý đều sẽ mang lại một cơn đau đầu không hề nhẹ cho huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Hữu Quý ở những vòng đấu gần đây luôn luôn là một trụ cột không thể thiếu đối với phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định. Hồ Khắc Ngọc xử lý không tốt. Việt Dũng. Các cầu thủ Nam Định cần phải xử lý đơn giản hơn. Pha dườm già vừa rồi của Việt Dũng đã khiến cho đội bóng của anh ngay lập tức bị đối mặt với một tình huống tấn công nguy hiểm. Anh Quốc. Henry Sakien. Anh Quốc. Không thành công. Anh Quốc không vượt qua được Phạm Mạnh Hùng. Với những pha chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Sĩ thì có thể thấy là huấn luyện viên của đội khách không muốn đội hình của mình bị đẩy lùi về quá sâu bên phía phần sân nhà và rơi vào trạng thái bị động. Hồ Tuấn Tài và cướp bóng của Anh Quốc. Đưa bóng chơi. Ngọc Nam. Đây là một bài test về bản lĩnh và sự tự tin đối với các cầu thủ khách, những người vẫn bị đánh giá thấp về khoản này. Những câu chỉ đạo như giữ bóng chơi chậm và chắc là điều mà người ta thường xuyên nghe từ huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ trong những trận đấu của đội bóng này ở mùa giải hôm nay. Nhưng họ hiếm khi duy trì được điều đó trong một quãng thời gian dài. Bây giờ đang là thời điểm không thể tốt hơn để Nam Định tập trung và có được thêm nhiều sự tự tin ở chặng đường sắp tới nếu như họ duy trì được lợi thế dẫn bàn. Tâm lý thi đấu có thể nói là khá thoải mái sau khi có được bàn thắng dẫn trước. Pha bỏ bóng của Phan Văn Đức. Anh Quốc. Khắc Ngọc. Để ngăn chặn Olaha thì các hậu vệ Nam Định luôn có được sự bọc lót cần thiết cho nhau.
Lê Sĩ Minh không hiểu ý. Khi mất bóng cần phải có được sự quay trở lại và tập trung ngay lập tức. Henry Sagan. Bóng không tới được vị trí của Việt Dũng. Ola. Bóng 1-1 với hậu vệ đối phương và không có tiếng còi nào cất lên. Đã vừa được xem lại pha bóng mà trọng tài Nguyễn Hiền Chiết đã không thổi phạt đối với hậu vệ của Nam Định. Phan Văn Đức. Thế trận một chiều trong ít phút thi đấu vừa qua. Minh Tuấn. Henry Saken. Sĩ Minh. Người đang leo biên là Đinh Viết Tú. Khoảng trống ở phía trong. Viết Tú. Bóng đã không tới được vị trí của Việt Dũng. Phan Văn Đức. Những đường bóng bổng trong hiệp 2 của Sông Lam Nghệ An thường không mang lại hiệu quả. Bóng này thì trên sân Thanh Hóa tỷ số vẫn đang là 1-1. Người ghi bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Sài Gòn đó là Da Silva. Và sau đó thì Hoàng Đình Tùng là người đã sang bằng tỷ số cho các cầu thủ FLC Thanh Hóa. Trong đó thì ở trận đấu trên sân Vinh, quả đá phạt trực tiếp của Lê Sĩ Minh đã giúp cho các cầu thủ Nam Định dẫn trước đội chủ nhà cho tới thời điểm này. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng mà Olaha đối mặt với Hạ Long. Trong trận đấu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương, người ta tính ra đã có 3 tình huống mà các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An yêu cầu đội bóng của họ cần phải có được một quả đá phạt 10m. Olaha. Trên sân Thanh Hóa, Da Silva vừa bỏ lỡ một quả đá phạt 11m và bỏ lỡ cơ hội để giúp cho câu lạc bộ Sài Gòn có thể vươn lên dẫn trước một lần nữa. Bóng chạm vào cột dọc khung thành của Quốc Thiện ECB. May mắn có vẻ như đang đứng về phía đội khách ở trong trận đấu này. Một pha ra bào thiếu hợp lý của Quốc Thiện ECB. Olaha là người dứt điểm nhưng bóng lại tìm tới cột dọc. Lần thứ hai trong trận đấu này từ một tình huống dứt điểm của Olaha. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ khách Nam Định. Một ngày thi đấu thiếu may mắn đối với Olaha. Đành sút dỗi cột dọc khung thành của Quốc Thiện ECL tới 2 lần trong một trận đấu.
Cầu thủ chuẩn bị được huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đưa vào sân, đó là Hữu Định. Hết sức khẩn trương, cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang xếp ở vị trí thứ 12. Nếu để thua thì cách biệt giữa họ và câu lạc bộ Nam Định sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm, khi mà giải đấu vẫn còn rất dài phía trước. Cơ hội! Không được. Pha thoát xuống là của Phan Văn Đức. Đúng là những đường chuyền đã trở thành thương hiệu của Hồ Khắc Ngọc. Những cú bấm bóng vừa phải vượt qua được hàng phòng ngự của đối phương. Rất đáng tiếc cho Phan Văn Đức. Andre Sakien rời sân để nhường chỗ cho Hữu Định. Với gần như tất cả các đội bóng tại V-League thì vị trí ngoại binh là một vị trí rất quan trọng. Họ nhiều khi ở các đội bóng là một top cuối còn là những người được coi là phải gánh team. Nhưng ở Nam Định trong những vòng đấu vừa qua thì những ngoại binh không đóng vai trò như vậy, và đôi khi họ còn trở thành sức nặng khiến cho các nội binh trong phần còn lại của đội bóng trở nên quá vất vả. Hồ Khắc Ngọc, Olaha, hết sức bình tĩnh. Vừa rồi là pha xử lý của Hạ Long. Mạnh Hùng, hay cả các hậu vệ của Sông Lam Nghệ An cũng đã được đẩy lên cao. Họ dồn ép toàn bộ đội hình của câu lạc bộ Nam Định về bên phía phần sân nhà. Và xử lý tốt của Nguyễn Quốc Thiện Esele. Như đã nói thì chắc chắn là cầu thủ Nam Định sẽ làm tất cả để bảo vệ thành quả này. Sự tăng cường cho hàng công, Hồ Phúc Tịnh vào sân thay thế cho người cũng mới chỉ chơi cho tới thời điểm này là hơn 30 phút trong hiệp 2, đó là Xuân Toàn. Trong một thế trận không phải quá quan tâm về hàng phòng ngự, huấn luyện viên Đức Thắng đã quyết định đưa sân thêm một tiền đạo nữa, Hồ Phúc Tịnh. Bóng này thì Sông Lam Nghệ An vẫn đang bị đội khách Nam Định dẫn trước 1-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường chuyền của Khắc Ngọc dành cho Phan Văn Đức. Pha không chế bóng chỉ cần chuẩn xác hơn một chút thôi là đã có thể có được bàn thắng. Đó là lần thứ tư ở trong trận đấu này những đường chuyền của Khắc Ngọc đưa đồng đội vào tư thế thuận lợi. Thể lực của các cầu thủ đều đã suy giảm. Đội khách đang lựa chọn một lối chơi hợp lý.
họ có một hàng phòng ngự dày đặc trước khung thành của Quốc Thiện Esele. Sau những cú phá bóng, Hiễu ngay lập tức duy trì lại sự tập trung bên phía phần sân nhà, không có quan tâm đến những tình huống bây giờ bên phía phần sân đối phương bởi tranh chấp không cần thiết. Người bị phạm lỗi là Hữu Định. Pha phạm lỗi của Hồ Sĩ Sâm. Bằng đội trưởng được trao lại cho Hữu Định sau khi cầu thủ này được đưa vào sân. Liên tiếp là những tình huống do bóng bổng vào khu vực 16-50. Không được. Cú chạm bóng cuối cùng là của Quế Ngọc Hải. Đây mới chỉ là phút thứ 82. Nhưng một vài cầu thủ Nam Định đã cố gắng đưa bóng về phía cột cờ góc. Cũng phải hiểu được tâm lý của họ, những người đã khát thắng và chịu đựng sự ức chế về mặt tâm lý khi thua liên tiếp 5 trận. Thậm chí là với huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ và một vài cầu thủ trụ cột, họ chỉ cần một trận hòa để giải tỏa được tâm lý thi đấu ức chế phải đón nhận trong suốt quãng thời gian vừa qua cũng là đủ. Nhưng bây giờ thì Nam Định đang có cơ hội để có được 3 điểm trọn vẹn trên sân của Sông Lam Nghệ An. Và điều quan trọng hơn, đó cũng là một trong đội bóng đang nằm ở top cuối giống như họ. Từ khoảng cách 5 điểm trước khi bước vào vòng này, thì cơ hội để họ rút ngắn cách biệt về mặt điểm số với Sông Lam Nghệ An xuống chỉ còn 2 điểm đang hiện diện trước mắt. Olaha. Không có gì phải vội vàng. Phản đánh gọn của Việt Dũng. Không có thời gian cho những tranh cãi. Cầu thủ Sông Lam Nghệ An cần phải ngay lập tức tập trung quay trở lại với trận đấu khi thời gian không còn nhiều. Sĩ Sâm. Sức sướng của Phan Văn Đức không có được duy trì tốt giống như là ở những vòng đấu đầu tiên. Cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã phải cày ải tới 7 trận đấu trong tháng 4. Mất rất nhiều thể lực. Nam Định ở trận đấu mới nhất đã quyết định không tập trung cho mặt trận cúp quốc gia. Họ để thua trên sân của Bình Phước. Và bây giờ chỉ còn một mục tiêu chính được duy trì là cố gắng trụ lại với V-League sau khi mùa giải hôm nay kết thúc.
Lần đầu tiên cầu thủ Nam Định dẫn trước đối thủ ở mùa giải năm nay. Và họ đang cách trận thắng đầu tiên sau 7 năm trở lại V-League khoảng hơn 5 phút thi đấu chính thức nữa. Cầu thủ của Nam Định đang nằm sân. Người đã va chạm với Quế Ngọc Hải là Hạ Long. Sẽ có thêm nhiều tình huống nằm sân như thế này. Ở vòng đấu tiếp theo, Nam Định sẽ trở về sân nhà. Và đối thủ của họ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải này, câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó thì Sông Lam Nghệ An cũng sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Quảng Nam. Mọi thứ sẽ thay đổi khá nhiều đối với top cuối của V-League nếu như ngày hôm nay Nam Định có được thắng lợi trước Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Họ sẽ không thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhưng ít nhất là cách biệt với những đội bóng xếp trên sẽ được rút ngắn. Với kết quả 1-1 trên sân Thanh Hóa vào thời điểm này, thì đó sẽ là một kết quả mà các cổ động viên Nam Định cảm thấy vui mừng nhất khi cả hai đội bóng xếp trên họ đều không có được những sự thăng tiến vượt bậc. Nam Định vượt qua Sông Lam Nghệ An, còn câu lạc bộ Sài Gòn chỉ có được thêm một điểm. Nam Định sẽ chỉ còn cách biệt 2 điểm với các đội bóng gần họ nhất. Tất nhiên là nếu như họ duy trì được cách biệt mong manh này. Hồ Khắc Ngọc. Và đá bóng tốt của thủ môn Quốc Thiện Esele. Một trong người chơi rất hay ở trong trận cầu ngày hôm nay. Câu lạc bộ Nam Định có được thay đổi cầu thủ. Lê Sĩ Minh, người đã ghi bàn thắng giúp cho Nam Định vượt lên ở trận đấu ngày hôm nay, rời sân. Cầu thủ được đưa vào sân thay thế là Vũ Đức Nam. Hãy cùng xem lại một lần nữa bàn thắng mang lại cho Nam Định. Tư thế của đội bóng dẫn bàn lần đầu tiên trong mùa giải năm nay quá đẹp mắt. Và như nói thì đó là bàn thắng thứ hai của Lê Sĩ Minh từ những quả đá phạt trực tiếp trong mùa giải này. Bàn thắng đầu tiên là bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận thua 1-3 trên sân nhà Thiên Trường. Ola không được. Một tình huống không chơi bóng không thành công của Ola Ha. Và đó cũng là pha bóng mà trợ lý trọng tài không căng cờ báo hiệu việt vị. Phút thứ 88 rồi. Với các cổ động viên của Nam Định thì họ đang đếm từng phút một của trận đấu ngày hôm nay. Họ chờ đợi vào một kết quả như thế này quá lâu rồi. Viên Nguyễn Văn Sĩ đang yêu cầu các trò về cực kỳ tập trung. Yeah.
hơi vội vàng. Đây là thời điểm mà các cầu thủ Nam Định cần phải giữ bóng trong chân, cần phải có được những pha xử lý hợp lý hơn. Nếu trong tình huống vừa rồi, Minh Tuấn không chơi bóng và chờ đợi đồng đội băng lên và mới một đường chuyền vừa tầm thì mọi thứ sẽ hợp lý hơn nhiều. Cối! Bóng đá chạm tay. Bóng chạm tay của Hồ Phúc Tịnh. Những phút đá bù giờ. Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 là 4 phút. Một quyết định xử lý chính xác của trọng tài Hiền Chiết. Những phút cuối với sự chờ đợi của các cổ động viên Nam Định. Kết quả 1-0. Một bàn thắng quý hơn vàng của Lê Sĩ Minh. Ở những phút như thế này thì có thể nói là các cổ động viên của Nam Định có thể chờ đợi ít nhất về việc đội bóng của họ sẽ chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Việc Sơn La Nghệ An ghi được tới 2 bàn để lật ngược tình thế, có được 3 điểm trọn vẹn là khả năng rất rất nhỏ. Olaha. Quá đơn giản đối với Quốc Thiện Esele. Và thắng lợi đang đến rất gần với cao thủ Nam Định. Không còn nhiều thời gian, đây đã là phút đá bù giờ thứ 3. Nguyễn Đức Thắng đang yêu cầu các học trò đưa bóng lên phía trên càng nhanh càng tốt bằng những đường bóng dài. Việt Dũng, đó là pha xử lý hữu định. Cú đá bù giờ thứ 3 cũng sắp hết. Những cơ hội cuối cùng dành cho đội chủ nhà. Nhưng họ đang thi đấu có thể nói là cực kỳ bế tắc, không còn một con đường nào khác. Phút đá bù giờ thứ 4, phút đá bù giờ cuối cùng và một quả đá phạt góc dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Và sẽ cùng chờ đợi tiếng này. Bóng được phá ra. Thắng lợi đã đến rất gần với các cầu thủ Nam Định rồi. Và đối với các cổ động viên nhiệt tình của họ thì đây là một kết quả không thể ngọt ngào hơn ở vòng đấu thứ 7. Thắng lợi đầu tiên. Thắng lợi đầu tiên và nó có tác dụng giải tỏa sức ép cực lớn cho đội bóng cuối bảng. Họ vẫn sẽ là đội bóng xếp cuối trên bảng xếp hạng.
nhưng thắng lợi này giúp cho cách biệt với các đội bóng xếp trên được rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. 3 điểm trọn vẹn cho Nam Định lần đầu tiên ở mùa giải này. Và nó lại là một trận đấu diễn ra trên sân khách trước một trong những đối thủ đang nằm trong top cuối bảng giống như họ. Một thắng lợi quý hơn vàng. Lê Sĩ Minh với khả năng sút phạt trực tiếp quá tốt của mình đã lần thứ 2 ghi tên mình trên bảng tỷ số ở trong mùa giải năm nay, đều từ những tình huống sút phạt trực tiếp. Bàn thắng duy nhất của Lê Sĩ Minh mang lại niềm vui cho các cổ động viên của Nam Định trên sân Vinh. Các cổ động viên của Nam Định đang theo dõi trận đấu này. Họ đã phải hứng chịu quá nhiều sức ép về mặt tâm lý. Còn đây là sự thất vọng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng trong một trận cầu mà Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn đối thủ của họ, nhưng cuối cùng đã để thua và trắng tay trên sân nhà.